Thì cổ phần Quốc Cường Gia Lai mã chứng khoán QCG thay đổi thông báo người đại diện pháp luật sang ông Nguyễn Quốc Cường, Cường Đô La. Ông Cường cũng được xuất hiện giữ chức danh tổng giám đốc trong thông báo này dù công ty chưa công bố thông tin bổ nhiệm. Đồng thời, Hội đồng Quản trị Quốc Cường Gia Lai đề cử ông Cường làm thành viên Hội đồng Quản trị Công ty nhiệm kỳ 2022-2027 thay thế bà Nguyễn Thị Như Loan. Việc bầu cử này là nội dung mới trong tờ trình cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông Thường niên 2024 lần 2, dự kiến tổ chức vào ngày 30 tháng 7. Trước đó, công ty tổ chức lần 1 bất thành do tỷ lệ tham dự không đủ cuộc họp lần hai diễn ra sau khi bà loan tổng giám đốc quốc cường gia lai bị khởi tố bắt tạm giam về tội vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí vụ việc nằm trong quá trình bộ công an điều tra vụ án xảy ra tại tập đoàn công nghiệp cao su việt nam công ty cao su đồng nai công ty cao su bà rịa bộ tài nguyên và môi trường và các đơn vị liên quan theo báo cáo quản trị mới nhất, vào cuối năm 2023, ông Cường Đô La nắm 537.500 cổ phiếu QCG, bà Loan mẹ ông Cường nắm gần 102 triệu cổ phiếu QCG, tương đương tỷ lệ 37% vốn. Bà Nguyễn Ngọc Huyền My, con gái bà Loan, sở hữu gần 39,4 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 14,3%. Trước đây, ông Nguyễn Quốc Cường từng giữ vị trí thành viên Hội đồng Quản trị, Phó Tổng Giám đốc, người công bố thông tin tại Quốc Cường Gia Lai. Tuy nhiên, đến tháng 11 năm 2018, ông Cường từ nhiệm các vị trí vì lý do cá nhân. Thời điểm ông Cường từ nhiệm, quốc cường Gia Lai có kết quả kinh doanh không mấy khả quan. Ông Cường sinh năm 1982, được giới thiệu có trình độ cử nhân quản trị kinh doanh. Từ năm 2004 đến năm 2006, ông Cường đã làm phó giám đốc xí nghiệp tư doanh quốc cường tiền thân của quốc cường Gia Lai. Từ năm 2006 đến năm 2018, ông Cường liên tục giữ vị trí làm phó tổng giám đốc quốc cường Gia Lai. Sau khi rời công ty mang tên mình, ông Cường thành lập công ty cổ phần tránh nghĩa quốc cường, tên mới là Si Khao Đình, hoạt động trong lĩnh vực bất động sản phát triển các dự án tại Bình Dương. Ngày 19 tháng 7, doanh nhân Nguyễn Quốc Cường, Cường Đô La và vợ là người mẫu đàm thu trang cùng ẩn hầu hết bài viết, hình ảnh trên các trang cá nhân Facebook. Động thái này diễn ra ngay sau khi hàng chục cảnh sát có mặt và làm việc tại căn nhà số 26 Trần Quốc Thảo, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh, sáng cùng ngày. Tòa nhà này là nơi ở của bà Nguyễn Thị Như Loan, CEO của công ty cổ phần Quốc Cường Gia Lai và là mẹ của Cường Đô La. Cụ thể, trên tài khoản Facebook Nguyễn Quốc Cường của Cường Đô La chỉ còn hiển thị ảnh bìa đăng tải vào ngày 13 tháng 6. Tương tự, tài khoản của Đàm Thu Trang cũng chỉ có ảnh bìa đăng tải từ tháng 10 năm 2021 cả hai tài khoản đều tắt trạng thái bình luận. Trên trang cá nhân Instagram, cả hai tài khoản của vợ chồng Cường Đô La vẫn còn các hình ảnh video đã đăng tải, tuy nhiên tính năng bình luận cũng bị giới hạn. Cường Đô La và Đàm Thu Trang kết hôn vào tháng 7 năm 2019. Sau khi về làm dâu nhà đại gia, Đàm Thu Trang từ bỏ mọi hoạt động showbiz, tập trung vun vén cho gia đình nhỏ, tham gia kinh doanh. Năm 2020 và 2023, cặp vợ chồng lần lượt chào đón hai con Su Chin và Su Tin. Hiện cơ quan điều tra chưa công bố nội dung làm việc tại nhà mẹ của doanh nhân cường đô la. Tuy nhiên theo nguồn tin của phóng viên dân trí, động thái này được đưa ra trong quá trình mở rộng sai phạm xảy ra tại tập đoàn công nghiệp cao su Việt Nam, công ty cao su Bà Rịa, công ty cao su Đồng Nai, Bộ Tài nguyên và Môi trường cùng các đơn vị liên quan trong đó có sai phạm tại dự án khu đất 3939B, Bến Vân Đồn, phường 12, quận 4, thành phố Hồ Chí Minh. Công ty cổ phần Quốc Cường Gia Lai có tiền thân là xí nghiệp tư doanh Quốc Cường do bà Nguyễn Thị Như Loan, sinh năm 1960, quê ở Bình Định, sáng lập từ năm 1994. Đến năm 2007, công ty chuyển đổi thành công ty cổ phần Quốc Cường Gia Lai với vốn điều lệ là 259 tỷ đồng công ty hoạt động trong lĩnh vực đầu tư phát triển kinh doanh bất động sản, thủy điện và trồng cây cao su. Ông Nguyễn Quốc Cường, sinh năm 1982, là cử nhân quản trị kinh doanh, tham gia công ty cổ phần Quốc Cường Gia Lai vào năm 2006 với vị trí phó tổng giám đốc. Đến năm 2018, nam doanh nhân quyết định rút khỏi hội đồng quản trị và từ nhiệm chức vụ phó tổng giám đốc của Quốc Cường Gia Lai. Sau đó, Cường Đô La thành lập công ty tránh nghĩa quốc cường hoạt động trong lĩnh vực đầu tư, kinh doanh và quản lý bất động sản vào tháng 9 năm 2018. Công ty này thời kỳ đầu là công ty con của quốc cường Gia Lai với vốn điều lệ là 1.169 tỷ đồng. Trong đó, quốc cường Gia Lai góp đến 873 tỷ đồng, tương ứng với tỷ lệ 74,68%. Tuy nhiên đến tháng 1 năm 2019, chỉ sau 4 tháng thành lập, Quốc Cường Gia Lai thông báo giảm tỷ lệ vốn góp tại đây và sau đó đã thoái vốn hoàn toàn. Đến tháng 8 năm 2020, công ty chính thức được đổi tên sang thành công ty cổ phần C Holding. Hiện Nguyễn Quốc Cường là người đại diện pháp luật kiêm tổng giám đốc công ty này. Chiều 19 tháng 7, Bộ Công an cho biết Cơ quan cảnh sát điều tra C03 đang điều tra vụ án xảy ra tại Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam, Công ty Cao su Đồng Nai, Công ty Cao su Bà Rịa, Bộ Tài nguyên và Môi trường và các đơn vị liên quan. Mở rộng điều tra ngày 18 tháng 7, Cục C03 ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét đối với Nguyễn Thị Như Loan, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Quốc Cường Gia Lai về tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí quy định tại khoản 3 điều 219 Bộ luật hình sự. Sau khi Viện kiểm sát nhân dân tối cao vụ 5 phê chuẩn các quyết định và lệnh nêu trên, cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã tổ chức thi hành theo đúng quy định pháp luật. Bộ Công an đang củng cố tài liệu, chứng cứ đối với sai phạm của các bị can đã khởi tố, đồng thời tiếp tục mở rộng điều tra vụ án làm rõ các sai phạm khác của công ty cổ phần Quốc cường Gia Lai và các đơn vị cá nhân có liên quan áp dụng các biện pháp theo luật định để thu hồi triệt để tài sản cho nhà nước. Liên quan vụ án này, trước đó cục C03 đã khởi tố 16 bị can, trong đó có bà Nguyễn Thị Hồng, cựu phó trưởng ban chỉ đạo 09, cựu phó chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Một loạt cựu lãnh đạo tập đoàn công nghiệp cao su Việt Nam cũng bị khởi tố trong cùng vụ án. Họ gồm Lê Quang Thung, nguyên tổng giám đốc nguyên quyền chủ tịch hội đồng quản trị võ sĩ lực nguyên chủ tịch hội đồng thành viên tập đoàn cao su việt nam trần thoại thành viên hội đồng thành viên phó tổng giám đốc tập đoàn cao su việt nam trần ngọc thuận nguyên thành viên hội đồng thành viên tổng giám đốc tập đoàn cao su việt nam huỳnh trung trực nguyên phó tổng giám đốc tập đoàn phạm văn thành nguyên trưởng ban kế hoạch đầu tư tập đoàn nguyễn thị gái nguyên tổng giám đốc công ty cao su đồng nai nguyễn công tài nguyên chủ tịch hội đồng thành viên công ty cao su bà rịa nguyễn trọng cảnh nguyên phó tổng giám đốc công ty cao su bà rịa bà nguyễn thị như loan sinh năm 1960, quê ở tỉnh bình định từ năm 1994 đến tháng 2 năm 2007, bà Loan giữ chức giám đốc xí nghiệp quốc cường. Trước khi vướng lao lý, bà là tổng giám đốc công ty cổ phần quốc cường Gia Lai. Doanh nghiệp này thành lập năm 1994, tiền thân là công ty chuyên cung cấp gỗ tròn, gỗ sẻ, gỗ chế biến và các sản phẩm gỗ xuất khẩu, bàn ghế ngoài trời, trang trí nội thất. Qua nhiều năm, Quốc Cường Gia Lai trở thành tập đoàn về các lĩnh vực bất động sản, cao su, thủy điện, gỗ và xây dựng. Cuối tháng 5 năm 2024, thông tin trên báo chí, bà Nguyễn Thị Như Loan khẳng định rằng Quốc Cường Gia Lai không liên quan đến vụ án xảy ra tại Tập đoàn Cao Su Việt Nam. Theo ghi nhận, hơn 9 giờ ngày 19 tháng 7, trước cửa căn biệt thự màu trắng số 26 Trần Quốc Thảo, phường Võ Thị Sáu, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh của gia đình bà Nguyễn Thị Như Loan, 64 tuổi, quê Bình Định, xuất hiện nhiều xe biển số xanh của Bộ Công an. Hàng chục cảnh sát cơ động, điều tra viên, kiểm sát viên đi vào căn biệt thự, làm việc tại các phòng trong căn biệt thự. Đến 10 giờ 30, lực lượng chức năng vẫn đang làm việc bên trong căn nhà. Ở trước cửa và tầng hầm căn biệt thự có bốn cảnh sát cơ động đang bảo vệ bên ngoài đây là diễn biến mới nhất trong quá trình mở rộng điều tra vụ án xảy ra tại tập đoàn công nghiệp cao su việt nam công ty cao su đồng nai công ty cao su bà địa bộ tài nguyên môi trường và các đơn vị liên quan Cụ thể, tháng 5 năm 2024, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế và buôn lậu C03 Bộ Công an ra quyết định khởi tố vụ án hình sự vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí xảy ra tại Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam, Công ty Cao su Đồng Nai, Công ty Cao su Bà Địa và các đơn vị liên quan đến các sai phạm tại dự án khu đất 39-39B Bến Vân Đồn, phường 12, quận 4, thành phố Hồ Chí Minh. Mới đây nhất, C03 ra quyết định khởi tố bị can đối với ông Trần Ngọc Thuận là cựu thành viên Hội đồng thành viên, Tổng Giám đốc Tập đoàn Cao su Việt Nam về tội nhận hối lộ, khởi tố bà Nguyễn Thị Hồng, cựu Phó trưởng Ban Chỉ đạo 09, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Ngoài ra, có hơn chục người liên quan trong vụ án bị khởi tố. Theo nguồn tin của Thanh niên, bà Loan là người sáng lập xí nghiệp tư doanh Quốc Cường năm 1994, tiền thân của Quốc Cường Gia Lai, bà Loan bị cho là có liên quan đến sai phạm xảy ra tại dự án 39 đến 39B bến Văn Đồn, quận 4 thành phố Hồ Chí Minh. Đây là khu đất có nguồn gốc thuộc sở hữu nhà nước do tập đoàn công nghiệp cao su Việt Nam, do công ty cao su Bà Rịa cao su Đồng Nai quản lý. Hồi tháng 5, bà Loan có văn bản gửi Ủy ban Chứng khoán nhà nước liên quan đến khu đất 39-39B Bến Văn Đồn. Theo văn bản này, năm 2013, Quốc cường Gia Lai đàm phán và ký kết hợp đồng hứa chuyển nhượng và đặt cọc cho Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Việt Tín do ông Đặng Phước Dừa, đại diện ký, gọi tắt là Công ty Việt Tín, về việc nhận chuyển nhượng 100% góp vốn Công ty trách nhiệm hữu hạn Phú Việt Tín, chủ đầu tư dự án 39-39B Bến Văn Đồn. Tổng giá vốn nhận chuyển nhượng 100% vốn góp này do Quốc Cường Gia Lai trả 464,2 tỷ đồng. Quốc Cường Gia Lai cho rằng chưa bao giờ làm việc, đàm phán trực tiếp với Tập đoàn Cao Su Việt Nam. Công ty Cao Su Đồng Nai và Công ty Cao Su Bà Địa liên quan đến việc nhận chuyển nhượng vốn góp này. Trước khi thực hiện giao dịch này, Quốc Cường Gia Lai đã nghiên cứu hồ sơ pháp lý công ty Phú Việt Tín, cũng như là hồ sơ pháp lý dự án đầy đủ và đúng quy định thì mới ký hợp đồng để chuyển nhượng dự án. Tập đoàn Cao Su Việt Nam đã có văn bản thống nhất việc chuyển nhượng cho công ty Việt Tín 80% và công ty cổ phần đầu tư thương mại Việt Tín 20%, giai đoạn 1 là 99%, giai đoạn 2 là 1%. Sau khi nhận chuyển nhượng dự án này, Quốc Cường Gia Lai lên kế hoạch triển khai dự án. Nhưng Hội đồng Quản trị Công ty đưa ra kế hoạch tập trung tài chính vào dự án Phước Kiển ở huyện Nhà Bè, thành phố Hồ Chí Minh, nên dự án 3939B Bến Văn Đồn phải chậm lại, không thể đầu tư hai dự án cùng lúc. Từ đó, Hội đồng Quản trị quyết định bán dự án 3939B Bến Văn Đồn để bớt gánh nặng về tài chính, tránh rủi ro cho công ty và cổ đông. Nói về việc có đấu giá, bà Loan cho biết đây là vấn đề pháp lý của dự án do cơ quan chính quyền và Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh quyết định theo thời kỳ cách đây 10 năm. Theo văn bản, các giao dịch mua bán, chuyển nhượng, hoạt động kinh doanh, kết quả kinh doanh phát sinh trong thời kỳ này đều được công ty thực hiện kê khai, hạch toán, báo cáo theo đúng quy định và chuẩn mực kế toán hiện C03 đang củng cố tài liệu chứng cứ đối với sai phạm của các bị can đã khởi tố trong vụ án này, đồng thời tiếp tục mở rộng điều tra vụ án, áp dụng các biện pháp theo luật định để thu hồi triệt để tài sản cho nhà nước. Khoảng 9 giờ sáng ngày 19 tháng 7, hàng chục cảnh sát Bộ Công an và Viện Kiểm sát có mặt tại căn biệt thự màu trắng của gia đình bà Nguyễn Thị Như Loan, Tổng Giám đốc Quốc Cường Gia Lai, trên đường Trần Quốc Thảo, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh. Bên ngoài, nhiều xe công vụ biển xanh của Bộ Công an dừng đậu bên đường, phía trong, cảnh sát làm việc. Đây là một trong các động thái của Bộ Công an trong việc mở rộng sai phạm xảy ra tại Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam, Công ty Cao su Đồng Nai, Công ty Cao su Bà Rịa, Bộ Tài nguyên và Môi trường cùng các đơn vị liên quan. Bà Loan bị cho là liên quan đến sai phạm xảy ra tại dự án 3939B bến Vân Đồn. Khu đất này có nguồn gốc thuộc sở hữu nhà nước, do Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam, Công ty Cao su Bà Rịa, Cao su Đồng Nai quản lý.